Thưa quý vị, Thanh Việt xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình chia sẻ tin tức và thời sự của Thanh Việt. Hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2021. Đêm nay, bà Phương Hằng, CEO của công ty Đại Nam đã lên trên mạng, được cho là lần livestream cuối cùng của bà trên mạng để chia sẻ với độc giả. Kính thưa quý vị, bà Phương Hằng một lần nữa có nêu tên lên ba người bạn là cái nguyên nhân mà thế giới và ở trong và ngoài nước biết đến bà, và những câu chuyện nổ tung ở trên mạng đều do ba người này tạo lên. Hôm trước Thanh Việt đã chia sẻ với quý vị cái lá tâm thư của cô Kim Nguyễn với nghệ danh tức là ca sĩ Bích Liên, nói về chuyện vu khống của bà Phương Hằng. Thì hôm nay sau cái livestream của bà Phương Hằng thì cô Trương Việt Hà, tức là một trong ba người bạn mà bà Phương Hằng nhắc đến, đã viết một cái tâm thư trên Facebook của mình, và sau đây cho phép Thanh Việt được chia sẻ với quý vị. Việt Hà xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay tôi viết lên đây để gửi đến toàn thể quý vị, những người yêu mến tôi đã lo lắng cho tôi, những lời cảm ơn chân thành nhất. Đặc biệt tôi gửi đến fan của Phương Hằng và những người bạn chưa hề quen biết tôi đang bị Phương Hằng dắt mũi. Tôi từng là bạn thân của Phương Hằng, và Phương Hằng cũng đã từng bắt tôi phải thề trong đền Đại Nam như thế này: mãi mãi là bạn của nhau, không bao giờ bỏ nhau dù hoàn cảnh nào. May mà tôi không thề. Trong thời gian làm bạn với Phương Hằng thì tôi phát hiện ra Phương Hằng thường xuyên nói sai sự thật, nói xạo, nói trước quên sau, phóng đại mọi chuyện, háo thắng, khoe mẽ, ganh tị. Cái gì Phương Hằng cũng muốn hơn thì mới chịu. Mỗi lần đi chung với Phương Hằng tôi không dám diện đẹp, vì nếu ai khen tôi thì Phương Hằng lại không vui. Tôi từng khóc theo những câu chuyện của Phương Hằng kể về cuộc đời của Phương Hằng. Lúc 3 tuổi, ba của Phương Hằng dắt Phương Hằng về nhà cho má cả, vì Phương Hằng là con rơi. Mỗi lần không có ba ở nhà, bị mẹ cả và anh chị trong nhà đánh đập, không cho ăn. Khi 16 tuổi, Phương Hằng bị mẹ cả và người chị hai bán chinh cho một ông người Hoa. Ông thấy Phương Hằng đẹp nên cưới đưa qua Canada, sau đó qua Mỹ, Phương Hằng gặp lại mẹ ruột. Nhưng có lần Phương Hằng bắt gặp mẹ ruột của mình ngủ với chồng của mình. Trở lại Canada, sau một thời gian thì xã hội đen tới nhà bắn chết ông chồng người Hoa. Họ thấy Phương Hằng đẹp nên họ không bắn. Có một hôm, mẹ chồng cài cho Phương Hằng bị hãm hiếp bởi người em chồng, và sau đó Phương Hằng ôm con 18 triệu đô về Việt Nam. Phương Hằng còn kể là Phương Hằng đã từng ngoại tình với anh Dũng Lò Vôi để đẻ ra bé M. Tôi thật sự không biết hư thật thế nào, nhưng báo chí đưa tin trước đó M là con của anh Thình. Nhưng Phương Hằng kể lại với bạn tôi, tức là Bích Liên, M là con của một ông người Nhật. Thưa quý vị và các bạn, tôi cạch mặt Phương Hằng từ tháng 7 năm 2018, sau khi Phương Hằng trả lại 55.000 đô cho tôi. Tiền này là số tiền Phương Hằng định quỵt không trả, nhưng tôi nói không trả thì vợ chồng tôi sẽ gặp anh Dũng. Phương Hằng hăm, nếu cho anh Dũng biết thì sẽ đánh chết mẹ mày. Sau đó tôi nói như vậy thì tôi sẽ viết đơn lên công an quận nhất. Không bao lâu sau, Phương Hằng chuyển trả vào tài khoản của tôi. Tôi vẫn còn giữ bản sao kê của nhà băng. Phương Hằng từng nhắn tin cho tôi mượn 20 tỷ, sau đó năn nỉ xuống còn 10 tỷ. Tôi không cho thì bị Phương Hằng đòi quà đã từng tặng tôi. Tôi đem hết đến nhà trả và nhắn tin cho Phương Hằng, kể từ ngày hôm nay tôi không bao giờ nhắc tên bạn nữa, và bạn cũng đừng nhắc đến tên tôi, coi như chúng ta chưa bao giờ quen biết nhau. Quà tặng Phương Hằng, khi Phương Hằng đòi lại thì tôi trả lại. Còn quà tôi tặng Phương Hằng hơn 4.000 đô thì Phương Hằng thích nên giữ lại, và tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Sau khi tôi rút êm đẹp thì nhóm bạn hỏi nguyên nhân. Tôi chỉ gửi vào group nhắn tin Phương Hằng mượn tiền. Gần đây tôi có theo dõi Phương Hằng kiện Võ Hoàng Yên, thì tôi có nhắn tin cho Phương Hằng, khuyên là đừng lên mạng chửi, mà hãy tập trung vào vụ kiện. Bé M lớn rồi,
con bé nhạy cảm, tội nghiệp lắm. Phương Hằng nhắn lại: Con đỉ, mày dạy đời tao à? Tôi còn lưu cái tin nhắn đó đây các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 5 năm 2021, Phương Hằng đăng status trên Facebook vu khống bịa đặt quy chụp tôi, chính là người có nickname Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Lòng dạ gian ác của Phương Hằng mượn gió bẻ măng, đứng sau kích động, giật dây cho fan cuồng để hạ nhục bạn mình vì lộ tin nhắn Phương Hằng mượn tiền, đưa thông tin cá nhân, hình ảnh của tôi lên trang cá nhân của Phương Hằng. Và hai buổi livestream, tôi đã có gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an. Gần đây Phương Hằng lại tức giận ganh tị vì nhóm bạn của chúng tôi vẫn gặp nhau đi ăn uống. Phương Hằng điên tiết nổi giận, vớ lấy cớ tiếp tục đăng status và livestream vu khống. Tại vì chúng tôi mà Phương Hằng đã hủy ba cái quỹ tài trợ mổ tim. Nói vậy, Phương Hằng mới lộ là con người như thế nào. Nhất là trong ba đơn gửi cho ba cái bệnh viện, do khó khăn không thể tiếp tục duy trì quỹ mổ tim. Kính thưa quý vị, đó không phải là nguyên nhân. Phương Hằng đã lộ nguyên hình một con người chuyên môn gấp lửa bỏ tay người, mượn dao giết người. Chiêu trò này lại được Phương Hằng dùng lại một lần nữa. Phương Hằng nói tội tặng bạn tôi Kim Liên và Ngô Trang những món quà nữ trang tiền tỷ để đi làm từ thiện, rồi đây Phương Hằng sẽ nhục mặt. Chiếc nhẫn mà Phương Hằng tặng trị giá chưa đến 10 triệu đồng. Còn Ngô Trang sẽ nói về vụ đôi bông tai hột đá mà Phương Hằng tặng để cho mọi người hiểu thêm về con người xảo trá của Phương Hằng. Hỡi các fan cuồng của Phương Hằng, trời, các bạn có hai lỗ tai, hai con mắt và một bộ não, các bạn hãy dùng nó để nghe, để thấy và động não tìm hiểu kỹ trước khi chửi. Nói sao cho dễ nghe, dù các bạn được Phương Hằng thuê đi chửi mướn kiếm sống thì các bạn cũng đừng chà đạp vào người khác, vô văn hóa, thiếu đạo đức nhé các bạn. Tôi nhắn nhủ với các bạn đừng làm mặt dữ với chúng tôi khi biết gì về chúng tôi. Tôi nhấn mạnh với các fan cuồng rằng Phương Hằng không có gì hơn tôi cả, cho nên đừng nói là tôi ganh ghét với Phương Hằng. Các bạn là fan của Phương Hằng thì hãy hỏi lại Phương Hằng đi. Tôi kêu Phương Hằng từng mong muốn tôi làm mẹ đỡ đầu cho bé M và kêu bé M sinh hai đứa con của tôi để gọi là mẹ Hà. Tôi thương bé M nhưng tôi chưa bao giờ nhắn tin riêng cho bé cả. Tôi thấy bé M là con nhà giàu nhưng rất thiệt thòi về khía cạnh khác. Tôi từng dẫn bé M đi chơi Disneyland ở Thượng Hải. Bé nói với tôi đây là lần đầu tiên con được mẹ Hà dẫn đi chơi, con vui lắm. Tôi rớm nước mắt vì con bé 12 tuổi mới được đi chơi trọn vẹn. Hôm bữa Phương Hằng nói bé bị trầm cảm, không đi học. Tôi nhắn tin cho Phương Hằng, xin Phương Hằng đưa phone cho bé M. Tôi gặp bé nhưng Phương Hằng không đồng ý nên thôi. Tôi không có số phone của bé M thì sao tôi nhắn tin cho bé được? Phương Hằng nói láo là nhóm bạn gửi tin nhắn cho bé, số phone nào mà chúng tôi có để nhắn cho con bé và để nhắn lên cho cộng đồng biết. Hôm nay tôi đăng mấy tấm hình giữa tôi và Phương Hằng để mọi người biết giữa chúng tôi đã có từng có nhiều kỷ niệm vui buồn. Tôi luôn mong Phương Hằng nhiều sức khỏe, đừng vu khống bịa đặt, bôi nhọ danh dự của người khác, nhất là những người đã từng là bạn của mình. Đừng gieo nghiệp xấu thêm nữa bạn nhé. Và tôi sẽ xóa những tấm hình này vĩnh viễn. Trương Việt Hà, 26 tháng 6, 2021. Kính thưa quý vị, đó là bức tâm thư của cô Trương Việt Hà. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ. Xin hẹn lại trong chương trình sau. I love you all.